Lại mọi người. Nói gì nữa? Hôm nay là kỷ niệm của chúng mình. Hôm nay là kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng mình. Mình xin góc bên này. Hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng mình, thế nên là chúng mình sẽ đi chợ để nấu ăn. Thực ra là đi chợ một nửa, đặt đồ một nửa. Tại bọn mình muốn ăn cái cua đấy nhưng mà mình không tự làm được, nên là mình sẽ làm tất cả những món còn lại và mình sẽ đặt món cua đấy. Rồi, bây giờ đi chợ. Ná ná mọi người, mình là Nga và đây là channel của mình. Maybe you can feel the pressure that I've been living on. I can say that it's been on my mind, but I'm moving along. 스쳐 지나가는 불빛 속에 흩어져가는 사 남들 사이에 다가오는 표정들 뒤에 Maybe one day, maybe one day it'll feel right. 사라진 것을 쫓아가다 보면 어느새 아무렇지 않은 표정으로 한참을 걸었어. 열차에 갇힌 손잡이처럼 달아있는 저 의자들처럼 가끔 한참 동안 가만히 있을래. Maybe you can feel the pressure that I've been living. Say that it's been on my mind, but I'm moving along. 스쳐 지나가는 불빛 속에 흩어져가는 사람들 사이에 다가오는 표정.
quá quen với nỗi đau rồi. Đấy, như các bác thấy chúng tôi cũng nấu ăn đơn giản thôi, thì có mì ý, thịt viên, xong rồi salad. Một phần là bình thường chúng tôi cũng ăn như thế, và một phần là tôi cũng không biết nấu món gì khó hơn. Đấy nên nhiều lúc cũng muốn quay cái video nấu ăn các thứ kiểu xịn xịn ý, nhưng mà cũng không biết nấu gì cả. Hai đứa mình thường cũng chỉ ăn cơm. Cơm món là mọi người thấy món gì dễ dễ thì hãy gợi ý cho tôi với nhá. Thế bạn ăn đúng không? Không không không, ý là cả mình với cả bạn. Thêm một tí nữa. Vậy là thực đơn ngày hôm nay đã hoàn thành. Ông An vừa tìm cách để hâm lạnh cái món hải sản cà chun của ông ý. Đây thì là salad và dưa chuột. Salad này thì mình cũng chỉ trộn đơn giản với sốt mè rang và một ít tương ớt cho cay cay thôi. Và cuối cùng là mì ý sốt thịt viên với thịt viên và mì để riêng. Lúc đầu gọi hải sản cà chun thì chỉ định gọi tôm hùm đất thôi, bởi vì ông ăn thèm. Nhưng mà thấy quán có nhiều quá, nào mực, nào ngao, nào giò điệp, nên là mình gọi hết tất cả và gọi cả bắp nữa. Xong rồi cuối cùng tôm hùm đất là con bị ít nhất. Ok, không sao, mời mọi người ăn tối nhá. Mời. Nhưng mà mình cứ tranh thế rồi. Con nào? Nào? Ừ. Nhắm hết rồi. Đây là mình ăn đầu tiên. Nhắm hết rồi. Mà chỉ ăn mình ăn. Nếu mà mình làm một nhà hàng thì sẽ bán mình bán một buffet một người, nhưng mà mình thích là kiểu bạn xem mấy cái kênh ẩm thực Trung Quốc không? Mấy ông mình đi Bắc đi câu về, xong nhưng có hạ là đặt những cái con tôm ở trong nồi ấy, sao ông ăn ấy. Mơ. Thank you.
Chucky Eiffel Tower. Shines from anywhere. Thề luôn cho mình vào cái container mình không gian hẹp đấy, thì sợ rồi. Nước mặn đã. Biết rồi. Thế mà không sảy thai nhỉ? Tình cảm vào. Ok. Không phải đến lạc lạc. Khi mà hình biển là thật mà đéo, còn lúc ao là giả. Thế là cái container này đang ở trong phim trường. Không, nhưng mà ý là cái hình biển cứ ảo ấy. Biển thật. Mở được. Ra đây, tung lên. Gỗ nó cho con bơ vào đi. Đây.
Em vỗ nó cho bơ lại đi. Bơ ơi. Phải đi cho mày này. Bạn dí đít con cua đi. Cho nó được cài, quay đít ra đây. Quay đít bạn xì ra đây đấy. Vào trong ăn đi. Liếm đít nhá. Đã quay lại được rồi đấy nha. Thôi liếm nhiệt tình thế. Rồi, bây giờ đã là 1 giờ sáng. Thật ra ngày hôm nay bọn mình cả hai đứa đều đang rất là ốm. Hai đứa đều đang kiểu bị cảm lạnh, kiểu đây Hà Nội đang thay mùa ấy. Là hôm nay đáng ra bọn mình định sẽ làm một cái vlog nấu ăn, nhưng mà hai đứa không đủ sức khỏe và cũng như là đang thèm cái món kia, nên là quyết định order đồ về. Và hôm nay sẽ chỉ là một cái vlog kỷ niệm thôi, mình là không mặc áo. Ok, mình đi ngủ chưa rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận đây. Hẹn gặp lại mọi người những clip lần sau. Mặc dù clip này cũng không có nội dung gì lắm, nhưng mà mọi người ở đây kỷ niệm cùng chúng mình là được. Happy anniversary. Chúc mừng kỷ niệm 1 năm. Bye bye.